Mình là Nguyễn Phương My, hiện tại thì mình đang là diễn viên của đoàn kịch Lực Team. Đa phần thời gian của mình thì sẽ dành cho việc diễn kịch. Còn ngoài thời gian đó thì mình có tham gia đi làm người mẫu ảnh. Ngoài những thời gian mà mình sử dụng để hoạt động nghệ thuật thì mình còn có một shop thời trang nho nhỏ dành cho những em bé nữa. Khoảng thời gian mà mình bắt đầu chú trọng đến việc ăn mặc của mình đó là khi mà bắt đầu bước chân vào đại học. Đó là quãng thời gian mà bắt đầu trưởng thành, cũng như là mình được học ở trong một môi trường nghệ thuật nên việc chú trọng ngoại hình cũng là một điều rất là quan trọng. Bản thân mình thì không tự gắn mác cho mình một phong cách cố định nào cả. Mình thích là khi mọi người nhìn thấy mình sẽ thấy được sự mới mẻ khi mỗi lần xuất hiện. Nhưng mà đa phần thì sẽ là hướng đến sự thanh lịch và pha một chút cá tính. Để xây dựng được một phong cách thời trang nhất định thì mình cần có sự trải nghiệm nhiều. Mình nghĩ là như vậy, để biết được là phong cách nào phù hợp với mình và phong cách nào không phù hợp với mình. Thì cũng rất may là trước đây mình đã từng là người mẫu ảnh một thời gian rất là lâu rồi và được gặp rất là nhiều anh chị stylist, cũng như là được tiếp cận với những xu hướng và nhiều phong cách thời trang khác nhau. Thế nên là đã giúp tạo cho bản thân mình có những kinh nghiệm riêng để tạo dựng phong cách thời trang của riêng bản thân mình. Đối với một người nghệ sĩ thì thời trang đóng vai trò rất là quan trọng. Bản thân mình là một diễn viên, khi xuất hiện ở trước công chúng hay là những khán giả thì sẽ phải quan tâm đến ngoại hình của mình làm sao cho thật là nổi bật nhất. Mà khi mặc bộ trang phục đó lên, bản thân mình cũng cảm thấy là tự tin và tạo được sức hút riêng của mình. Phong cách thời trang thì giúp ích cho công việc hiện tại của mình rất là nhiều. Với mình là một diễn viên thì việc xuất hiện giữa công chúng làm sao chỉnh chu thì đó là một điều rất là quan trọng. Với mình, mặc lên một bộ trang phục, điều trước hết là phải thể hiện được chất riêng của mình. Và nó sẽ giúp cho mình trở nên tự tin hơn, trở nên hoàn hảo hơn trong mắt của mọi người. Thế nên là mình dành khá là nhiều thời gian cho việc lựa chọn một bộ trang phục để xuất hiện các dịp trước công chúng. Một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang đi tìm phong cách thời trang của mình thì với bản thân mình chỉ khuyên như thế này thôi. Cuộc sống này nó rất là muôn màu và các bạn hãy cứ thử thật là nhiều màu sắc để biết rằng là sắc màu nào phù hợp với cá nhân của các bạn. Và các bạn đừng ngại thử sức, mình nghĩ là tuổi trẻ thì chỉ có một thôi nên hãy cứ thử bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Với những phút giây vừa rồi được chia sẻ cùng các bạn về phong cách thời trang của mình thì mình cũng mong là đã giúp các bạn phần nào về cách định hướng phong cách thời trang, và mình mong rằng là các bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp và tươi trẻ và tô điểm cho cuộc sống của mình bằng một phong cách thời trang mang dấu ấn của riêng bạn.